chào mọi người, xin chào mọi người. Khoa hôm nay có đầu tóc mới. Khoa xin chào mọi người. Ừ là trời, ghét bỏ ra đi. Em giới thiệu mọi người nha, hôm nay nhân dịp cháu nó cắt tóc, em giới thiệu mọi người xịt tóc. Xịt tóc Tuệ Vi, xịt tóc xà bưởi Tuệ Vi. Em thấy là khách hàng mà sử dụng bên em á, sau khi cho feedback xong á là nó tóc mọc nhiều lắm, nhập cực kỳ nhiều. Tóc em bây giờ quá trời rồi, đây em không có xài cho em không test cho mọi người xem. Tóc em nhiều lắm mọi người, coi nè, tóc coi nè. Nè, xịt quá trời luôn mọi người. Xịt tóc Tuệ Vi giá cực kỳ rẻ luôn nha. Bên em về chỉ có giá rẻ lắm, 115.000 một chai thế này. Xịt từ 2 đến 3 tháng, một ngày xịt 2 lần đến 3 lần cho em. Nói chung là cứ tắm xong mình sấy tóc xong mình xịt lên trung tóc, xịt lên trung tóc vậy nè. Đó, mùi thơm lắm tự đi qua, cứ mùi xà bưởi thơm lắm. Lúc sau đó mình xịt như vậy buổi trưa, cắn mình thoa xịt lên, xịt lên trung tóc lên. Nhanh kích thích mọc tóc cực kỳ nhanh, chị nào mà không có tóc mọc ít hoặc là dễ rụng tóc đó, hoặc là nó sẽ làm cho cái này trong nó có thành phần nó làm cho cái tóc, cái chân tóc của mình á giảm mụn, nó giảm mụn thì những cái tóc tiêu tóc của mình mới mọc lên nhanh được, kích thích mọc tóc lên nhanh được đó. Thì xịt bưởi Tuệ Vi đó 115 thôi, giá sỉ là giá sỉ là 99 nha, giá sỉ 99 nha đó. Em bán ba giá bao rẻ, tình yêu là cái mốc của Zalo cho em rồi. Còn bên em mới về thêm cái dung dịch Evamus, dung dịch Evamus này bên em về là hàng nguyên mã, nguyên siêu nguyên tem đó, nguyên siêu nguyên tem, kiểm tra hàng chất hàng thoải mái luôn. Giá chỉ có 220 cành là lẻ, sỉ là 190, giá cực kỳ sơ mềm lắm, sạch khô thoáng cô bé cực kỳ. Em xài cái này bị giảm ghiền luôn á mọi người, một ngày mà em không xài, một ngày mà em không dùng, không thoa, không có thoa cô bé, không có rửa cô bé rồi, cảm giác nó hơi bị nhức nhức, nó khó chịu, nó không được khô sạch đâu nha đó. Nhưng mà em xài này xong rồi cảm giác nó khô sạch và nó thoáng cực kỳ luôn á mọi người, đừng có ngậm trời ơi, không ngậm được, này là rửa cô bé. Đó là tình yêu nào muốn do cô bé sạch và đặc biệt là mình nó sạch sẽ trong người, nó cái cảm giác nó sảng khoái đó mọi người ơi. Đó là dùng em này ngừa viêm, nó ngừa viêm luôn, ngừa viêm, ngừa nấm ngứa và nó giảm huyết trắng cho mình luôn đó. Mua hẹn qua Zalo cho em nha. Bye bye, chào cô chú đi kìa. Bye bye, chào mọi người.